nhưng cách đấy là cách chậm, cách đấy cách chúng ta không hướng tới, thầy cũng không hướng tới cách đấy. Mà bây giờ thầy hướng tới cho các bạn một cách nhanh hơn. Cái ví dụ hai là cái ví dụ hỗn hợp, nó khó hơn cả cái thằng thuận và nó khó hơn cả thằng nghịch. Các bạn cùng quan sát thầy xử lý ví dụ số 2 nhá, nâng cao hơn đấy. Hỗn hợp x gồm C2H5 COH và CH3 COH, tỷ lệ mol là 1:1, về đặt trong này là A thì trong này là A, lấy 26,8 gam. Hỗn hợp x cho tác dụng với CH5OH, ta tìm được số mol của CH5OH nhá, ta tìm được số mol của CH5OH là bằng 27,6 chia 46 bằng 0,6 mol nhá, 0,6 mol. Thu được m gam hỗn hợp ester, hiệu suất của phản ứng ester hóa đều bằng 15%, 0,15. Thế thì chúng ta có hai cái cách để giải cái bài này. Cách thứ nhất là viết từng phương trình của phản ứng ester hóa một rồi tìm ra tổng khối lượng ester, đúng không? Nhưng cách đấy là cách chậm, cách đấy cách chúng ta không hướng tới, thầy cũng không hướng tới cách đấy. Mà bây giờ thầy hướng tới cho các bạn một cách nhanh hơn nhá, thầy hướng tới cho các bạn một cách nhanh hơn, siêu nhanh, được chưa? Chưa kinh điển được, bây giờ chỉ là hướng dẫn cách nhanh hơn thôi, chứ chưa phải cách kinh điển. Chúng ta chưa hình thành được tư duy logic để bấm được máy tính ra được kết quả ngay, mình phải đi từ từ nhá. Thầy hướng dẫn cho bạn cách từ từ để mình xây dựng cái tư duy ra, lối mòn tư duy ra, được chưa? Ok, thế vậy ở đây bây giờ mình nhìn thấy nhá, mình có thể xử lý từng thằng một. Ta sẽ có là cái khối lượng đầu tiên là mình sẽ có là thằng x này, số mol nó bằng nhau rồi, vậy ta sẽ có là 26,8 gam, nó sẽ bằng khối lượng của CH5COH là bằng 74 a cộng khối lượng của CH3COH là 60 a, thì từ đó mình tìm được a luôn, đúng không? Ta tìm được a luôn ở cái chỗ giai đoạn này luôn, thì mình sẽ có là 26,8 chia cho mà ngoặc đơn 74 cộng với 60, thì từ đó mình tìm được a luôn, a bằng 0,2 nhá, a của chúng ta bằng 0,2, a bằng 0,2, được chưa? Thế thì với a bằng 0,2 thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề nó thú vị như sau này. Chúng ta sẽ có một vấn đề thú vị như sau. Ta sẽ đi xác định được công thức trung bình của thằng x. Thầy đặt cái thằng x của chúng ta là R trung bình COH, thì thầy sẽ có số mol của nó là bằng đây, 0,2 cộng 0,2 là bằng 0,4, đúng không ạ? Phân tử khối trung bình của R COH, phân tử khối trung bình của R COH thì nó chính bằng là khối lượng chia cho số mol. Khối lượng là bằng 26,8, số mol là 0,4, vậy nó bằng 26,8 chia 0,4, 26,8 chia 0,4 bằng 67 nhá, bằng 67. Vậy hoàn toàn thì tìm ra được R trung bình sẽ bằng 67 trừ đi cái cụm này, 44 cộng 1 là trừ đi cụm này, cụm 45. Vậy R chúng ta chỉ còn bao nhiêu ạ? 22. Được chưa? Thế thì có phải là bản chất nó thầy sẽ là cho R trung bình COH cộng với C2H5OH hiệu suất là 0,75 thì thầy sẽ thu được là R trung bình COO C2H5 không? Số mol này 0,4, số mol này 0,6, vậy chắc chắn mình tính được thằng nhỏ hơn là thằng 0,4. Vậy ta được số mol của ester sẽ là 0,4 nhân với 0,75 không? Đúng không ạ? Và ta sẽ có là 0,4 nhân 0,75 thì bằng bao nhiêu? 0,3 nhá. 0,4 nhân 0,75 thì bằng 0,3 mol. Vậy hoàn toàn sẽ tìm được khối lượng của ester. 0,3 nhân với R trung bình. R trung bình là 22 cộng CO là 44 cộng C2H5 cụm này là 29 bằng, ta sẽ có kết quả của chúng ta là bằng ạ. 0,3 nhân mở ngoặc đơn này, 22 này cộng 44 này cộng 29 này đóng ngoặc đơn này bằng này 28,5 gam. Vậy đáp án chính xác của thầy trò của chúng ta đó là đáp án A. Lúc